vì các bạn nó cũng mong cái rau ra rồi nên là làm để qua là thế là thì chỗ qua được cố lắm. Hôm nay vừa mới đoán cháu về xong là không có cháu là một bữa xong là có thể lấy một con là được đó. Bây giờ thì đang học cái này thì mỗi cháu hợp nhất. Tiền ngày cung cu 27 tháng 11. Đây là mấy để xa ra có sợ cháy anten này không? Kéo cái nút thùng vào đây tí. Nhưng mà sang năm mang cái vườn mà đốt. Nhiều là mang cái vườn. Cần cứ thả vào úp cái kia lên là nó tí nó ngốn nhanh như hết mà. Cứ chụp cái kia lên cho gió nó bay, chụp lên. Thế rồi, cứ chụp lên cho thoải mái đi, tiền cứ cho thoải mái đi. Long ơi, Long ơi, đi vào bà đi, đi vào nhà bà. Thank you.
Ê, đóng biển cho nó đi. Ông vui ơi. Ông vui ngồi tất cả trong tập trung cán đấy. Bác Quy trường ngồi vào. À thế à? Tí nữa pha ăn chè uống được, ăn cơm xong tí. Pha chưa? Bạn này làm chết. Chờ tí đông đủ ăn thế. Xuống cá vui đông đủ ăn thế. Lá chanh nhà bác tự làm ra mà lại. Lá chanh nó thơm. Còn lắm tao, cây chanh nó lồng lên chậu mà chặt đi mấy lần rồi bây giờ nó vẫn to như kia. To quá rồi, còn sao đẹp đi cây. Nó to lắm. To quá nó tốn nước. Ôi giời ơi, nhà em mong lấy chồng ngoài kia mà lên được trong bây giờ nó lại bị chết rồi. Lên cho mãi đi, ông bà không phải. Ông bà, nuôi gà ra tỉa hết. Cây rồi cơ quan. Nhà đâu gà, gà ra tỉa hết. Có cây lên lên nó làm bị hết. Nó gà nó ra tỉa hết. Cốt. Nặng lắm. Cốt. Ừ. Ăn thôi.